Bây giờ bà ngoại còn nói xong nổi không? Nói dở vậy hả? Mà đâu có một gì dạ. Dạ. Chia ra cái đủ không sao? Không biết nổi. Chia ra cái làm mấy gì nữa không? Mày dở chưa? Dạ. Dở nè. Dở hơn. Đó. Đã hơn. Bỏ nhân vô thì cuốn lại. Nhân vô tấm lại. Tại vì cái nhân này mình xào nó không có dắt nhân được. Mình bỏ vô mình túm lại thôi. Nè, mình lấy bột mình túm lại ha. Này nhân gì mà? Nhân thịt với tôm, củ sắn, nấm mèo, củ cải đỏ, cải rốt á. Ừ, đủ loại xào rồi hả? Xào rồi. Ăn thử thì ngon lắm đó. Nè ha, mình túm nó vậy nè. Dạ. Để đỡ đây đi, mẹ đi hái lấy chuối nha Sen. À, ngoại khéo tay quá. Khéo quá. Giờ này ngoại còn làm bánh tròn vo. Rồi, nó để đi không sao đâu, nó dính lại còn không sao. Giờ bạn lấy lá chuối hả? Mẹ lấy lá chuối mà lốt để để mình kê nó. Bột ngon lắm, bột mình nắng bằng nước sôi nè. Chứ bột mà bột mình làm một bột sống là không có được đâu, nó khó lắm. Bột mình là nửa nước sôi nửa nước lạnh ha, nó mới dẻo được vậy nè. Mình làm nước sôi nó còn hơi khô khô đi, rồi mình chà nó xong mình cho nước lạnh vô vừa tay. Vậy nè, nếu mà bà con mình muốn coi lại cái cách làm bánh ít trần, bánh trôi nước lại á, thì mình xem lại trên kênh Nam Việt ha. Đây. Gõ chữ Nam Việt bánh ít trần hoặc là Nam Việt bánh trôi nước. Đây, cái mình tẩm lại nè. Khoảng này thì bữa nay em không có quay đầy đủ công đoạn cho bà con coi. Em mới đi một chuyện về hơi trễ. Dễ làm lắm, bột này mình làm bằng nước sôi nó dẻo, thiệt là dẻo. Dẻo quá không ạ? Dẻo lắm. Dạ. Bữa nay ngoại qua chơi mà để ngoại làm. Ngoại với mẹ làm được 4 cái, 5 cái rồi nè. Bột cơ như đây bột làm khoảng được nhiêu cái mà? Chắc cơ cỡ trên 30 cái à. Tại vì mình cái nhân kia cái nhân đậu mình dễ nắng mình làm chừng 40 cái được. Dạ. Còn cái này nhân nó xốp á, làm thấy hơi lớn một chút. Còn nhân đậu là mình nắng 1 ký bột là 40 cái. Dạ. Cái này chắc không tới. Tại vì nhân này nó không có dễ khó làm hơn. Ngoài thấm dầu rồi mẹ dẹ ngoài giò nó cho nó không dính. Này mấy tờ chuối nó ở đây nó tươi quá trời luôn, bự. Tới không ạ? Không ấy còn phải có cái hồ mở nắp đó, cái chừng đi lọt cái hồ á. Dạ. Chuối gió nó tan á. Dạ. Tát cái tàu. Hay ha. Chặt cái rớt xuống đây luôn. Hồi xưa mỗi lần mà mẹ đốn lá chuối là phái nhất là cái này nè. Mẹ rọc cái đầu cái cắt bỏ cái mình lấy cái sống chuối á. Cái cọng nữa nè. Chơi. Bữa nay có xương hồng nhà là cho nó cây súng là bằng lá chuối nè. Cọng chuối nè. Lá chuối hay quá ha. Làm bánh đủ thứ luôn. Cái chuối có lợi không? Dạ. Cái cây cũng ăn. Cái cây ăn từ trái cho tới ngọn tới đọt ha. Cả cái lá là bắt không. Bà nghe bị chửi. Để đèn bắt không nhóm lửa. Cái này mình chỉ lót với chứ mình đâu có gói hả mà. Không con, kê cái bánh thôi. Dạ. Như đây, xích này chỗ này gió nó nhiều nên là nó vũ rất tàu á. Bà con mình ở xa hỏi mấy cái này là để làm mắm hay làm cái gì? Mắm không có làm cái hũ lớn vậy đâu. Cái này là cái hồ mình chứa nước. Cái mấy cái này là mấy cái chỗ mà làm nước mắm. Dạ.
Tại vì ở miền Tây mình á, khu vực của mình là nước mặn nên là mình không có xài nước sông được, mà mình phải hứng nước mưa ở trên xuống mình chứa vô đây để xài hoặc là uống. Thì hồi xưa nước trên trời mưa rơi xuống nó rất là sạch. Sau này thì bà con sợ là cái mưa, nước mưa nó dơ đó, do ô nhiễm không khí đó, thì mình có thể mua cái máy lọc nước về mình lọc lại. Nước mưa nó ngon. Dạ. Còn nước xài thì xài nước mưa vẫn ngon hơn ha. Nếu mà như ở dùng nước mặn thì bắt buộc phải chứa cái này, hoặc là mình có cái hồ, cái ao á, mình đào để mình chứa lấy nước mưa, chứ không có xài nước sông được. Vô thôi. Cái rổ của chị Sơn Ca gì đâu mà nó rách hết ráo rồi. Phơi xong rồi xách vô để gió thổi bay hết. Tại vì phơi xong nó nhẹ lại đó. Thấy chưa? Còn lại làm bánh tới đầu ha. Con để trên nắp máy nè mà. Để khô của chị trên. À đây, cái bàn nè. Dạ, ghế nè. Ngoại làm bánh khéo quá. Ngoại làm giỏi quá ngoại. Mình quen rồi. Dạ. Mỏi tay không? Đây cái nãy giờ ngoại làm được mấy cái rồi ha. Ngoại thấm dầu. Rồi, mẹ hấp trước hả? À, 3 cái rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái nữa. Là 13 cái. Mẹ nói cái... Mẹ hay quá ta. Để hấp đi. Đây, con cắt giấy hấp nè. Vậy là giờ mẹ hấp trước. À, hồi sáng có một chị hỏi mẹ là bánh ít trần với bánh rơi nước là hấp với luộc á. À, cái nào ngon? Mẹ nói cái nào cũng ngon mà hấp. Hấp nó ngon hơn. Bánh ít trần chứ không bánh rơi nước con. Bánh ít trần. Mẹ đây hấp sẽ ngon hơn ha. Nhờ bánh luộc cũng được. Mà mẹ thì thích hấp hơn. Không cần. Dạ. Cái bột của nó không có dai. Dạ. Có còn bánh rơi nước là luộc ha. Luộc rồi. Nước đó, ta bỏ qua bên nước sôi luộc rồi thả qua nước đường. Dạ. Cho nó chín thả qua nước đường. Còn bánh ít trần thì luộc vớt ra cũng được, nhưng mà bột nó không có ngon bằng mình hấp. Dạ. Nè, cắt mấy cái vòng tròn. Nay gần tới mùa mưa rồi, sẽ mấy cày chạy suốt ha, rần rần luôn. Mấy cày chạy đi lấy đất hay gì á. Dạ, sợ trời mưa lấy không được. Để đây nè má. Má để nó vô đây. Để nó vô đây. Vô đây nha. Để đúng vị trí nha. Nhưng mà để trên trời nó chạy à. Để bưng lên là nó chạy đó. Không sao đâu. Nó chạy đó. Sao ngày ngoài mắt còn tỏ thấy sợ kìa. Mắt ngoài khỏe hơn mắt của con nữa. Không đeo mắt kiến luôn. Con phải đeo mắt kiến. Không đeo mắt kiến luôn hả? Dạ. Vậy hay hơn mẹ luôn. Vô này. Dạ, tê tê. Dạ. Mẹ làm nhanh quá, mẹ làm không kịp rồi. Kịp với ngoại rồi. Mày ưa thối lắm á. Ngoại nhanh mà. Mà cái dạ. Thấy ai cũng chậm hết á. Thấy ai nào chậm mà hối. Chiêu mua bằng bánh mà. Dạ. Nhỏ chiêu mua bằng bánh bán mà. Bánh đem chợ bán. Ủa ngoại có bán bánh nữa hả? Con tưởng bán gà vịt thôi chứ. Đó hồi nhỏ. Dạ. À, mười mấy tuổi lận. À, nay bà con mình biết ngoại nhiêu tuổi không? 90 tuổi rồi đó. Mà nhớ hồi mười mấy tuổi là đi bán bánh mà. Chưa lấy chồng. Chưa lấy chồng luôn. Hồi còn con gái ha. Hồi còn thời con gái hả má? Chồng còn phải. Hồi gái á, hồi cười. Dạ. Đây má, bỏ vô một con đi. Vậy là như đây nữa là đủ rồi mẹ. 5 cái nữa là được rồi ha. Mẹ đầu tiên. Và mẹ nói khoảng 30 cái, vậy là một mẹ nữa. Cái này nãy chưa có dầu nè. Mẹ thoa dầu nó cái cho nó láng. Thoa cho nó không dính nhau. Dạ. Yeah.
Rồi, được rồi. Vậy giải cái miếng này lên cho nó có dư hả? Cái đó là hạt bánh. Rồi, được rồi. Để cần quạt không hả? Đây, rồi nó sôi. Đây, hấp bánh đây. Hấp bánh nha. Hấp chứ không luộc nha. Hấp bao lâu mà? Mau lắm con. Chừng mấy phút, 10 phút rồi nó chín đây. Canh chừng để nó phình quá nha. Canh chừng mở hơi không trở ra. Vậy là khoảng tầm 5 phút đó, mình mở nắp một lần để cho nó không bị phình hơi bọt ra. Nếu mình để nó quá chín mà mình không dở hơi ra, nó bự ra vậy cái nó xịp xuống nó xấu không? Nó xẹp, nó dạ. Mé nó không có tròn do. Dạ. Để con đi rửa tay, con làm phụ bà ngoại nha. Tay đi nùi nè, lau tay. Phụ bà ngoại chờ con làm. Rồi, con đi rửa tay. Rồi bữa nay thì mình sẽ thử làm bánh với bà ngoại. Ngắt cỡ nào vừa cho con một cục đi ngoại. Ngoại ngắt cho nó cục. Ngoại ngắt cho con một cục bột giống vậy đi, thì con làm thử. Cỡ nào vừa. Hồi đầu mình chưa có bước biết cái liều lượng của nó. Thêm. Dạ không. Thêm đi, thêm chút xíu đây đi, thêm nhỏ. Dạ. Đây là không ạ. Thêm đi con. Mỏng quá con khó làm lắm. Thêm đi con. Không được, con làm không được. Không có được đâu mà phải nhỏ mà. Dữ vậy? Nhỏ lắm ngoại. Bột vậy? Thì dữ. Nhiều lắm. Còn dư bột thiếu dư cái nè, ngắn lại cho đủ nhau đi. Trời đất ơi, nhưng còn cái đống nè. Dạ. Rồi, dễ cắt mà. Dạ. Tao liệu dữ. Bây giờ bóp à. Xe tròn đó hả? Đập dẹp hả? Ê, nắng banh ra. Nắng banh ra. Bột dẻo quá chừng luôn nè. Hay quá. Bột dẻo gì súng mới được chứ. Dạ. Tại vì cái nhân này nó không có giò như cái nhân đậu được thôi. Dạ. Mình bỏ nhân vô mình tấm cái. Ờ, cái bánh nó không phải dền. Không có dền đó, dền nó được đó cái. Ngoại nó bự. Ngoại nó tỏ bằng dền. Không có dền. Dạ được không? Ừ, bỏ bột vô, bỏ nhân vô. Nhân vô. Một muỗng hả mẹ? Thêm. Thêm. Con ém xuống giữa. Đừng cầm chút nè, cái bánh nó bự lắm. Như đây được không? Rồi. Tấm vô. Con gọn gọn dưới vô. Dạ, mới phải. Mình gom nó lại giữa nè. Mới làm thì phải hơi không có nhìn được rồi. Túm nó vô giữa rồi cái tròn nó phải không? Túm tấm bột vô. Giờ hơi nhìn lại. Túm bột vô. Hả? Đây, được rồi. Rồi, bóp dắt 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 cho nó không có phình hơi trong. Cái xong nó tình hơi trong đi dầu không? Nói cho nó không dính nhau thôi chứ không tình nhiều. Được hả? Cái bánh bổ ra. Được, được. Sao vậy? Cái bánh bổ ra. Vậy đó. Chứ mỏng khó làm. Mỏng dắt 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 làm cho nó dễ. Chứ dắt 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 dắt. À, rồi nãy nó bị bỏng hơi mà. Đúng rồi. Mình đè nó lại mạnh vậy nè, cho nó xì hơi ra. Chắc chắc lại. Chắc chắc lại. Nãy nó bị phì hơi vậy á, bong bóng á. Ngoại cười á. Rồi được rồi, đừng dò hoài. Dạ. Dò hoài nó sập lép luôn. Kì vậy? Ừ, rồi, được rồi đó. Được rồi ngoại. Vậy phải rồi đó, không có bự lắm đó. Nè ngoại nói chứ đâu có lớn hơn nhiều. Rồi, con biết tới chồng chừng nào rồi. Cái này ha. Bóp nó lại đi cho nó dính nè. Bỏ nhân vô làm dắt dắt á cho nó không có bọng. À, bữa nay thử làm bánh. Bánh ít trần. Bánh trần nhân tôm thịt. Bánh ít trần là giống bánh ít mà nó không có cái vỏ ở trần á. Nhưng tôm thịt. Cái tôm thịt trên đồng nó đủ thứ giống á. À, là củ cải rồi rau mèo. Rồi nhiều nó mèo đúng. Cái này thấy bà ngoại làm hay quá, mình thử mình thấy rồi mình làm thử. Em xả hơi nó để nó
mẹ kia hả? Vậy là mình cho hai miếng nhịn ha, một muỗng nè. Rồi bóp nó lại. Túm nó ra trên rồi ha. Mình bóp bóp nó phì hơi ra nè. Hồi nãy không biết, nãy cứ để vậy cái so nó cái bọng gòn bên trong à. Đó, bây giờ mình bóp nó lại cái đó nó xì hơi phì ra luôn. Nhưng mà về giờ thôi. Cái này thì giống như chơi nắng đất hồi xưa chắc là làm được rồi. Này bà con thấy ha, những cái trứng hụt vịt kìa. Đẹp không ai? Phải lấy cái này. Dạ hả? Bắt chạy. Vậy là ngoại đi bằng xuồng hả? Hồi đó 14, 15 tuổi. Rồi. Ngoại bơi xuồng hay là ngoại đi ghe của người ta? Đi với ông ngoại mà tại đỉnh. Dạ. Bà ngoại cũng không có. Ngoại đó là đi với ông ngoại của bà ngoại á, là ông cố. Tại lúc đó là ngoại chưa có chồng. Đi theo ông đỉnh thì không có nghề nghiệp làm. Dạ. Yeah. Hai muỗng. Túm lại. Bữa nay mình thử mình làm cũng được nè. Mẹ lăn lóc cực. Trước giờ mẹ làm cho ăn không à? Nó cực. Cực hả? Nghèo cha mẹ nghèo lăn lóc. Giỏi lắm mà. Dạ. Cha mẹ nghèo cho không nổi. Mày khóc thành chết vậy, mới học được lớp 5. Còn lớp 5 à? Mấy người gái đâu có biết chữ. Để coi này nhiều cái này. Phải lanh dữ lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy 4 cái nữa không? Ở ngoài để đây nè, 12 rồi nè. Đủ nhé nè. Đủ không nhé. Để dư bọc đây. Hồi đó đi như theo hả? Dạ. Đi đi đi. Mà ngoài đó tiền đến hả? Lên cái này. Xét cái vậy dơ đi tiền hết rồi. Ở cho cần nước nè. Dạ. Bữa nay nghe ngoại cái chuyện ngày xưa. Rồi hồi xưa là ngoại nhà có chiếc xuồng rồi ngoại tự bơi đi mua gà mua. Đi à. Tự một đi mua cá đi hả? Ừ, chèo lấy giọt qua. Chèo một tay chèo ha hai. Một cái chèo. Dạ. Một cái chèo khó chèo lắm á. Một cái chèo cái lấy giọt á. Dạ. Tự mình kim. Dạ. Thử bên kia. Chèo hai tay thì dễ hơn. Thử bên chèo, giỏi lắm. Sắn đánh rầm rầm rồi cái lội xăng kéo. Khi nào chèo nổi lội xăng kéo. Bây giờ bà ngoại còn lội xăng nổi không? Nổi. Giỏi vậy hả? Mà đâu có lội gì. Chia ra cái đủ không sao? Không biết lội. Chia ra cái làm mấy cái nữa không? Ngắm chia ra chẳng. Không, cái này còn ít nè, cái này còn nhiều nè. Còn còn nhiều phải không? Còn còn nhiều. Ba cái nhân. Thôi, vậy được rồi. Rồi làm đủ những liều bột chừa lại. Liều bột con dạ. Trầm dạ. Dạ. Vậy là chắc đây chắc 16 cái hả mẹ? Chưa để 14 cái vậy. Vậy hả? Mấy chuyện là ngoài chuỗi trên trời dưới đất. Không ai bằng. Các chèo mua lại 100 ký. Vậy tránh bán vậy. Hồi đó dễ làm ăn lắm mà. Vì con đông quá thấy nghèo con. Ngoại nuôi tới 14 ngày con bạn là ngoại con đâu có cái nghề ngày. Con biết không, 6 lít gạo bữa ăn ba lít. Dạ. Mười mấy lít con mà. Mà lúc đó là ông ngoại mất sớm nè. Ông ngoại mất bao nhiêu tuổi ngoại? Ngoại có 4 mấy tuổi ông chết rồi. Dạ. Ngoại mất sớm nên là mình bà ngoại nuôi 14 ngoại ngày con. Ông ngoại 4 hồi bà sanh dì Út thì 4 tháng. Dạ. Quan năm cái ông ngoại chết thì dì Út không biết ông ngoại là sao. Vậy là ông năm 4, ông ngoại có 47. Ông ngoại có 7 tuổi mất rồi nè. 47. Có sanh lúc đó mới chưa đầy 4 tháng. Dạ. Nhờ có má con. Mạnh giỏi má con nuôi chứ không có nuôi chết đói. Má con giỏi. Mẹ rồi đó, mẹ nay ông ngoại mất sớm mà chị hai dì ba lúc đó đi lấy chồng trước rồi ha. Có chồng rồi. Nên là mẹ phụ bà ngoại. Dạ. Mẹ có mấy tuổi đó các chồng.
làm cái cuối cùng ha. Bữa nay vô tình ngồi chơi chơi mà lại làm được cái bánh. Còn chút này. Thôi con bóp nó lại rồi, thôi bỏ đi. Dạ. Con cũng bóp cho ra thôi. Cục bột nó không biết. Chú tan rồi cục bột không? Cục bột không. Mẹ dạ, mẹ cứ bỏ mình đi. Dạ. Mẹ nó bỏ. Bỏ đi. À, bây giờ mẹ chuẩn bị mẹ tiếp theo, mẹ thứ hai cũng là mẹ cuối cùng ha. Mười mấy cái xem. À, chắc 15 16 vậy mẹ, đang coi coi. Lấy 14. Cái ngoại làm là nhỏ, cái lon làm là bự đó. Bắt đầu á, cái hơi bự còn mấy cái sao vừa nè. À 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cái. Rồi giữ ta. Vậy thì chắc chặt quá. À. Thật kệ nó mẹ, không sao. Để nó. Lấy giấy ngăn á. Chứ để lấy lá ngăn, cắt lá mình ngăn đó, chứ để hấp mẹ có hai ba cái mất công lắm. Tròn là được rồi. Nè này có sơn nè. Dạ. Ta lá hánh ta thấy không? Cục có con bự không phải không? Ngoài không có giống mối gì đó. À. Mình nhồi cho cục bột nó mất cái mối mình mới. Vậy là dư đó mẹ, dư cái lá. Lấy qua cây lá ra rồi xay nó lại. Đó. Vừa đủ không có bị khít. Dạ, được rồi không? Ê, tính ra mình học ở ngoài giờ mình giỏi hơn nghe là được rồi. Giỏi hơn sư phụ là được rồi. Học cho hai em thầy là giỏi. Dạ. Rồi, đây hấp lại. Lần đầu tiên con xe bánh này luôn á. Dễ. Nhưng mà cái nhân kia là dễ làm lắm. Đừng dạ nắp nãy đâu rồi ta. Nắp gì mà? Nó cháo hả? Bây giờ mình sẽ tri dầu hành đó ha. Cho nó xẹp 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 xẹp. Vì nó mới đẹp. Mấy cái này mẹ làm nè. Mẹ làm bự còn ai làm nhỏ không? Rồi giờ tri dầu hành nó cho sẹp sẹp xuống là xong. Mẹ làm nước mắm rồi rồi hết rồi. Dạ. Giờ chỉ có chan vô ăn à. Cái này ăn nước mắm bằng ngọt hả mẹ? À, nước mắm ăn như là ăn bì bún vậy đó. Dạ. Nó ngọt ngọt, nó nhạt nhạt. À, bữa nay thì mình có khoảng 20 người, vậy là người một cái, có người ăn hai cái. Nói nhà mình với mấy gì nữa. Rồi ha. Dạ. Đây. Rồi, chi ha. Ngon quá ha. Lên. Thơm lắm, có bỏ một tí xíu muối vô hành nha, ít thôi. Tại vì mình có nước mắm rồi. Dạ. Cái nào cũng nêm nó hết á, nó mới ngon. À, bây giờ mình sẽ bưng cái nước mắm này ra để mình thưởng thức nước mắm pha mặn ngọt của mẹ nè. À. Tại vì đúng ra cái món này mà chiều mình mới ăn, chiều mới có khách, nhưng mà bây giờ em sẽ dừng video ở đây ha. Rồi mình thử ăn coi cái bên trong nó chín lại như thế nào. À, chia sẻ cho bà con mình xem. Mình sẽ làm trước một cái. Ăn ăn giờ mới ngon nè. Dạ, nóng mà ăn ngon. Nó không có ngon bằng giờ, còn đang dẻo. Mẹ ăn không? Mẹ no lắm. Vậy là mình còn ăn thôi ha. Rồi, mình ăn thử cho bà con coi. Mẹ làm một cái cho Sơn ngon. Dạ, một cái thôi mà. Con okay. Cũng ăn cơm no lắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn. Mới ăn cơm thức thì nè. Mình thưởng thức liền cái nó ra sao. Giờ mình sắc nó ra không? À, sao? Được rồi, con lấy muỗng con sắn ra coi. Mẹ sắn cho đây. Con mẹ dẻ nha. Cho con lấy muỗng mà. Mẹ dẻ cho. Dạ. Dẻ nè. Dẻ hả? Đó. Đã hả? Rồi, ngon quá. Dẻ nè. Dễ bằng đưa đũa vậy đó. Dạ. Nhìn nó giống như bánh bao quá không mẹ? Đi chan vậy đó con. Dạ. Đây là bánh ức tràng nhân mặn ha. Tên thịt đó. Rồi. Rồi bây giờ mình thưởng thức. Một chút rau thơm. Một chút rau thơm. Một chút đồ chua. Chua bên không ha. Rồi, em thử thôi. Ngon lắm đây. Dạ. Con cầm đi đũa đi. Rồi, mình chan nước mắm vô và thưởng thức ha. Nước mắm này bù ăn bù hút cũng ngon lắm. Tại nước mắm này không nó có không ngọt có lắm. Mặn. Không mặn lắm. Cái nhạt nhạt cũng như mình ăn gì bún vậy. Dạ. Bạn ăn bánh không? No rồi không? No. Dạ, cho con ăn nha. Thử cho ngoài coi. Ngon lắm nè. Con ăn đi. Dạ. À, bữa nay thì mình bánh vừa chín á, mình ra lò mình thử thức. À,
bột trong suốt luôn nè ha, thấy là ngon. Vải chay dốc hả? Vải chay dốc hả? À, hôm nay thì bà Sơn với bà ngoại làm cái món bánh ít trần. À, hôm nay học nghề của ngoại. Rồi cảm ơn bà con mình đã xem video ha. Bà con nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rồi cái dĩa này đầy rồi, giờ phải chuẩn bị dĩa khác ha. Cho đầy luôn đi. Dạ. Yeah.